Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Hoàng Thị Thơ and you can call me Miss Sun. Trong chương trình lớp 3, các bạn đã được học một số những cách chào hỏi như Hi, Hi, Hello, Hello. Bạn rất vui khi gặp một người bạn mới thì bạn sẽ nói là Nice to meet you, Nice to meet you, Nice to meet you too, Nice to meet you too. Vậy trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học một số những cách chào hỏi mà các bạn có thể sử dụng vào các khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Let's start. Unit 1. Nice to see you again. Nice to see you again. Rất vui khi được gặp lại bạn. Sau một kỳ nghỉ hè rất là dài, chúng ta gặp lại nhau, vậy thì chúng ta có thể nói với bạn mình là Nice to see you again. Nice to see you again. Vocabulary. Hãy cùng nhau học từ vựng các bạn nhé. Vocabulary. Từ vựng. Vocabulary. Morning. 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 Và vào buổi sáng chúng ta có thể chào nhau là Good morning. Good morning. Chào buổi sáng, chúc cậu một buổi sáng tốt lành. Good morning. Good morning. Afternoon. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Chúc cậu một buổi chiều tốt lành nhé. Good afternoon. Evening. Evening. Good evening. Good evening. Chào buổi tối. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Kate đang nhìn thấy hai ký hiệu ở bên cạnh và bạn ấy không hiểu hai ký hiệu giờ này có nghĩa là gì. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ký hiệu giờ ở các nước phương Tây như thế nào nhé. Một ngày có 24 giờ đúng không nào? Và ở các nước phương Tây, từ 00 giờ cho tới 12 giờ trưa được gọi là giờ buổi sáng và được ký hiệu là AM. AM. Còn từ 12 giờ trưa cho tới 12 giờ đêm sẽ được ký hiệu là PM. PM. At 1 p.m. we say good afternoon. At 6 a.m. At 6 a.m. we say good morning. At 8 p.m. we say good evening. Good evening at 8 p.m. At 6 p.m. At 6 p.m. we say good evening. Good evening. And at 4 p.m. we say good afternoon. Good afternoon. Class. Class. Good morning, class. Good morning, Miss Hien. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào bức tranh A. Bạn Mai sẽ chào Miss Hien như thế nào nhỉ? Good morning, good afternoon, or good evening? Look. Good morning, Miss Hien. Good morning, Mai. Vậy còn bây giờ là 3 giờ chiều. Vậy Mr. Locke, thầy Lộc sẽ chào bạn Phong như thế nào? Good afternoon, Phong. Good afternoon, Mr. Locke. Bây giờ là 7 giờ tối. Miss Hien và thầy Lộc gặp nhau ở câu lạc bộ tennis. Vậy Miss Hien sẽ chào như thế nào? Good evening, Mr. Locke. Good evening, Mr. Locke.
Good evening, Miss Hien. Good evening, Miss Hien. Đây là bức tranh của một bạn nhỏ nói về những lời chào mà các bạn có thể sử dụng vào các khoảng thời gian khác nhau trong ngày đấy. Vào buổi sáng, các bạn có thể chào nhau là Good morning, good morning. Còn vào buổi trưa và buổi chiều, chúng ta sẽ chào nhau là Good afternoon, good afternoon. Vậy khi buổi tối chúng mình gặp nhau, chúng mình sẽ chào nhau là Good evening, good evening. Vậy là trong Unit 1, chúng ta đã học được rất nhiều cách chào hỏi. Các bạn có thể chào hỏi rất thân mật, Hello, Hi, hay vào buổi sáng, Good morning, vào buổi chiều, Good afternoon, vào buổi tối, Good evening. Rất vui khi được gặp bạn, Nice to meet you, Nice to meet you. Rất vui khi được gặp lại bạn. Nice to see you again. Nice to see you again. Thank you for watching my video. Goodbye. See you.